Hôm nay mình thấy có cái gương sen nè, có một gương duy nhất à. Đây. Đây mấy bạn. Đó, thấy nó được rồi. Hai. Rồi, đi qua bên đây, mình thấy có hai trái trình dây á, nó cũng được rồi. Theo mình qua đây hái luôn hai trái này cho gọi để nó rụng uổng. Mình khoái tự tay hái à. Đây nè bạn, đây trái nè, đó, đây trái nè, rồi, hái đi, hái đi. Này đi lụm lặt nha, coi lụm được gì nha. Được hai quả nữa. Rồi, bạn mình tính đi lụm trứng ốc, cái mình thấy có con ốc này đang đẻ nè bạn. À, nè, để cho mình coi. Đó. Thôi không là gần đâu, hôm mai vô thu trứng ốc cũng được chứ giờ để chỗ nó đang đẻ đụng tới đùng luôn không nè bạn, thấy trứng ốc không nè. Đó, nhưng mà hình như mình không lụm là không được bạn, mình thấy có con gì nó ăn hết mấy trứng nữa bạn. Rồi, qua đây thấy có trái mướp nè, còn đang trái nữa, mà trái này hình như nó còn hơi nhỏ nè. Nhỏ thì mình để nó lại đi, hái trái này trước đi, trái nào được thì hái, mình thích non để non ăn ngon. Chà, ủa nhớ mướp hôm bữa dễ bẻ cái đầu lắm rồi đó. Rồi, rồi. Rồi cái này có chút xíu rồi. Hôm nay là rằm tháng 7 nha, mình mua một ít cá nè để mình thả xuống con sông này phóng sanh nha. Mình cầu cho ông bà cha mẹ của mình, những người đã khuất thì sớm được siêu thoát, còn những người còn sống thì luôn luôn bình an vui vẻ khỏe mạnh ha. Cầu cho tất cả mọi người luôn luôn được an lạc. À ha. Nam mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Di Dạ Tha Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Tất Đam Bà Tì Di Đà Tì Ca Lan Đế Di Đà Tì Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Ca Đa Lợi Ta Bà Ha. Nam mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Di Dạ Tha Di Đà Đô Bà Tì Di Đà Tất Đam Bà Tì A Di Đà Tì Ca Lan Đế Di Đà Tì Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Ca Đa Lợi Ta Bà Ha. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi cá ơi, bơi ra sông sâu nha. Đừng có ở gần gần rồi lỡ người ta thấy người ta bắt, mà mình sợ người ta bắt mình mới đem nó vô trong cái chỗ của mình, cái khu vườn của mình á, ngoài con sông này nè. Này sông này ít có ai, còn ngoài kia người ta hay câu lắm. Ở đây thì yên tâm hơn rồi. Rồi sống vui sống khỏe nha cá. Hết cá này đi đầu thai làm người nha cá ơi. Rồi chúc tất cả một ngày an lạc. Rồi, mình có mấy cây cải hoa hồng nè bạn, nó cũng tốt rồi mình hái đi ha. Có được mấy cây này là tốt rồi đó. Cải cầu vồng nha mấy bạn, không biết nãy mình nói cải gì ha, giờ lúc nói xong không nhớ luôn. Đó, thu huyết rồi cái vườn đây còn được nữa. Không còn gì thu nữa bạn. Ok, có cái gì thì mình ăn cái đó cho mấy bạn xem ha. Còn không có là thôi.
để cho tốt đi. Đây mình thấy có cái cây rổ này nè bạn, hình như là cây rổ là mình phải cắt ngang chứ mấy nó cao gì hoài nè các bạn. Thôi mình thấy vậy giờ mình cắt ngang đi ha, mình coi nó có tất nhánh mới không ha. Đó, hình xui nha. Đó, này cũng vậy luôn. Dạ, cũng khó đó. Rồi, rồi gớt mất tiêu rồi, còn được mấy cái lá non hay đấy. Rồi mấy cái lá già này để lại cho nó ấy, cho nó lên. Đây nè, gớt bên đây nè. Đó, này được nhiều đây cải ha, đi đi xem cái còn không. Qua đây đi, hình như nữa còn ít cải ngọng. Rồi này cắt luôn đi, để không cắt sầu tới. Mình thấy lá nó có lỗ lỗ rồi nè bạn, có nghĩa là nó sắp tới rồi, mấy anh sâu sắp tới rồi, phải tranh thủ ăn trước nó. Trời ơi, hàng xóm sát bên không biết họ cái lộn họ nói cái gì mà họ xài tờ 500 không các bạn. Hình như là họ chỉ nói chơi đùa với nhau thôi đó mà họ xài tờ 500 không. Xác chết. Mình nghe mấy bạn thông cảm. Đó, nay cắt đi rồi mình đi làm sạch đi. Sạch sẽ rồi lại. Đi tỉa tót mấy em nó lại, bỏ lá lên đi. Rồi. Ở bên đây còn cây nữa nè. Cắt luôn. Rồi hôm nay mình thu được nhiêu đây cải. Còn mới cái rổ này để to to một tí mấy bạn ha. Này nó màu phát quá nè, đây nè. Đó, bây giờ mình chuẩn bị bữa nay mình chuẩn bị phân thuốc cho tụi nó đó. Sơ sát cho mà cắt tan quang hết rồi. Đó, nên giờ mình chuẩn bị đi kiểu như mình tính rải phân rồi này kia vậy đó. Rồi đi chăm sóc cho tụi em mấy em đó. Rồi, clip hôm nay hơi ngắn. Hết đầu thu rồi. Cải nha bạn, cải rổ, cải ngồng rồi này kia, cải cầu vồng ha. Ít đây là cũng nồi canh đó, trái mướp nè, được trái cóc. Trái cóc này kế bên hàng xóm nó rụng xuống các bạn, mình lụm ha. Cóc của mình không chín, mình hái hết trơn còn ba trái à. Đây vương sen ha, và hai trái chanh dây. Rồi đó, hôm nay thu hoạch chỉ được có nhiêu đó thôi mấy bạn ơi. Chúc mấy bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. À, mấy bạn, đây là cây dứa sủ hoàng kim của mình nha. Mình trồng nó mới được có 1 năm, chưa được 1 năm rưỡi, mình tính cho 1 năm rưỡi đi. Mấy bạn ơi, bữa nay mình phát hiện nó có hoa rồi nè. Đây, 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 đây. Thấy không mấy bạn? Trời ơi, quay gần cái nó mụn, không thấy gì hết trơn. Đó, đó, quay xa cho mấy bạn thấy không, thấy không? Ôi, em đã có hoa mà không phải là, bữa đây cũng vậy nữa nè bạn, cái nhánh này nữa nè, nè. Đó, hoa nhóc luôn, tới đây nữa, đây, 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 đây. Đó, hoa nhóc luôn. Trời ơi vui quá mấy bạn ơi, đây nữa nè. Đó, trời ơi, thành quả của mình đây nữa, đây, đây nữa nè. Mình trồng được 4 cây to đây nè. Này cái bông có chút xíu. Đó. 4 cây to mà cây này có bông đầu tiên nha, để mình coi cây này có không. Hai cây đằng kia nãy mình coi rồi chưa có gì hết trơn. Trời ơi bạn ơi, cây này cũng chưa có nữa, cây này còn nhỏ lắm. Trọng thời với nhau á, mà nó chưa có. Còn cây này cục vàng, một lát đi lấy phân bón cho, cưng quá. Nói đi làm liền, lấy phân bón liền cho em ơi, đậu trái cho chị em ơi. Trời ơi, đây đây thấy thương quá mấy bạn ơi, mừng ghê luôn á. Mình trồng hạt đó mấy bạn. Rồi có lý. Đây là cây đậu bún các bạn. Bữa hổm mình lấy cái hộp của cái vàng cũ mình trồng xuống, bây giờ bắt đầu có bông rồi bạn. Cái vàng ngoài kia nó chuẩn bị tàn thì cái vàng này nó sắp sửa lên, vậy là mình sắp sửa có ăn. Chủ yếu là khoe với bạn chơi cây này là cây dưa hấu tí hòn nha bạn. Đây mình thấy có cái trái to rồi, đây hổm gãi ra nhiêu cũng trơn các bạn. Đây dưa hấu tí hòn nha, bữa nay mới thấy nó to to
Hình như cũng còn một hai trái to nữa, nãy nhìn thấy mà không biết giờ nó nằm đâu nữa. Trái gì mà nó chút ép không bạn, khó thấy lắm. Đây nè, đây nè, đây đường trái nè, đây đó mấy bạn chịu khó nha. Rồi nó mờ mờ đó, nói chung là nó đó. Rồi mình thấy được có hai ba trái to, đây trái to nữa nè, đây nè, to ra được chút rồi nè. Đó, dưa hấu tí hon các bạn. Còn cái này là hồi bữa hổm nó nhỏ nhỏ cỡ này không mà cái nó rụng nó mất tiêu trời. Mà mình cứ địa địa hoài sao thấy nó cứ ra gọi rụng mà nhiều lắm mấy bạn nè. Không? Đó, cuối cùng thì bữa nay nó cũng đậu được một hai trái rồi. Nè, quá trời luôn nè. Đó, trái nhóc nhóc luôn mà chứ đâu phải không có đâu. Để coi chuyến này nè, ăn coi nó ra làm sao, này lần đầu tiên mình trồng nha các bạn. Thì nghe nói nó cũng giống như dưa leo vậy, chua chua ngọt ngọt. Không có ngọt mấy nha, mà chua chua ngọt nó vậy đó. Rồi, chủ yếu khoe với bạn đó. Đó, bữa nay có hoa rồi nè. Đó, bắt đầu có hoa rồi. Vậy là tương lai mình có đậu bún ăn rồi nha. Chuẩn bị nhỏ cái dạng ngoài kia. À, còn mấy cây đậu que bữa hổm á mấy bạn. Nhổ hết rồi. Đây, đậu que con mình trồng rồi nè. Chuẩn bị cho lên chỗ cũ ha. Còn cái này là đậu que bụi nữa bạn. Có bông mình nè. Có mình trồng có 5 cây mà có 3 cây là nó tốt tốt à. Còn 2 cây cây nó lật lìa lật lội nè. Đó, còn 3 2 cây này tốt nhất nè. Rồi tới cây này, đó bắt đầu có bông rồi đó. Để mình rảnh rảnh mình chăm mình yêu nó nhiều một chút thì nó sẽ có trái cho mình ha. Đây là hoa. Hoa này người ta kêu là hoa lan tỏi các bạn, hoa tỏi nó có mùi thơm của tỏi đó, đó. Bữa nay bắt đầu nó nở bên kia các bạn, đây 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 trên đây. Ây da da, hình như là ngược ánh sáng quá, không thấy đâu, quay ngược lại đây có thấy không. Mình đứng ở dưới mình làm biến bắt ghế nè bạn. Phóng to lên cho bạn coi. Ôi đó, bài đặt ha, bài đặt leo vàng rồi nở bông rồi trên đó kìa. Cái này bữa hổm nó nở, nó sắp, cái này là nó mới vô mùa thôi bạn, chứ mai mốt nó nở dữ lắm. Ồ quá trời nè các bạn ha, đẹp ha. Mẹ mình khoái màu tím lắm. Mà loại này nó mau tàn lắm, không lẽ giờ cắt cái nhánh đem về chân chơi mà thôi, nó mau tàn không buổi tối nó chứng gì. Kệ để về ngắm được rồi. Hồi trước á mình mua cái cây này nè, là người ta nói á, là cây dưa bếp gì? Dưa dưa gì quên rồi ta. À quá dưa mà là nho, nho akebi. Họ bán cho mình á 100 mấy một cây, mình mua 2 cây đem về trồng 200 mấy chục ngàn. Cuối cùng nó lừa gạt mình, trồng ra cây hoa lan tỏi cây, chứ không phải là cây nho akebi đó mấy bạn. Nho akebi đó giống của Trung Quốc mà mình kiếm hoài chưa ra. Đó, lừa gạt mình, cuối cùng giao cái cây này. Đó, rồi thôi lỡ rồi. Đó, giờ lớn chần chần luôn rồi, bông đẹp nữa. Thôi mình để đi chân chơi chứ giờ bỏ rồi uổng ha. Bởi buôn bán giống đồ này kia có nhiều người người ta bán thật tâm mấy bạn, còn có nhiều người mình mua về ha, trồng không có ra giống đó. Như bữa hổm mình mua 3 cái ớt sừng bò ngọt các bạn, cuối cùng thì sao, nó giao mình ớt chỉ thiên kìa, lên cả đống ngoài kìa. Trời đất ơi, mua ớt sừng bò ngọt mà giờ lên ớt chỉ thiên, buồn hết sức.